ta dựa theo cái chiều của thầy Minh ạ. À, với câu 88 chúng ta sẽ có những cái phần tính toán nó như sau. Thứ nhất này, để sản xuất 100 lít cồn y tế 70 độ thì người ta cần lên men tối thiểu m gam glu. Hiệu suất quá trình lên men là 80%. Khối lượng riêng. Thế thì giờ mình phải xử lý 100 lít cồn y tế 70 độ này. Một thì ta sẽ tìm 100 lít cồn y tế 70 độ, ta sẽ tìm được V nguyên chất sẽ bằng là 100 nhân với 70 chia 100 bằng 70 lít. Được chưa? Đây là 0,8 gam trên ml thì tương ứng với là 0,8 kg trên lít. Vậy từ đó ta sẽ tìm được khối lượng của C2H5OH nguyên chất ethanol này thì viết lỗi, thiếu chữ H. Bằng ạ. D bằng M trên V, M bằng D nhân V, 70 nhân 0,8 bằng 56 kg. Được chưa? Ok chưa? Tiếp tục này, vậy từ đó ta sẽ tìm được số mol của C2H5OH. Ta dựa theo cái chiêu của thầy Minh ạ. Là gì ạ? Kg tấn đại yến coi như gam thì tấn bình thường. Đúng không? Vậy số mol anh này sẽ bằng là 56 chia cho 46. Ok chưa? Hiệu suất quá trình lên men là 80% thì ta sẽ có một thằng glu ra hai thằng C2 H5OH. Hiệu suất là 80% là 0,8. Số mol của C5OH là 56 chia 46. Vậy suy ngược lại được số mol glu 56 chia 46 nhân 1 chia 2. Thuận nhân hiệu suất nghịch chia hiệu suất chia 0,8. Thế là ra số mol glu. Đúng không ạ? Vậy này ta sẽ có này. 56 chia 46 chia 2 chia 0,8 bằng được chưa? Được bao nhiêu nhân với 180 bằng 136 nhá. Chú ý là đây là xe đơn vị kg chứ không phải là gam, đây thiếu chữ K. 136,95, 136,95 thì gần bằng là 137. Ok chưa? Các bạn đã nắm được kỹ thuật để giải bài này chưa? Rất dễ đúng không? Cái M này là M tính theo kg các em nhá.